Đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp xuyên biên giới, hoạt động trên không gian mạng do người nước ngoài quản lý. Với những phương thức tinh vi, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam. Đó là những gì mà đại tá Phạm Thanh Phương, phó giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết sau cuộc đột kích của công an Việt Nam kết hợp với Lào và tòa cao ốc bất khả xâm phạm tại đặc khu Tam giác vàng để triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng với quy mô lớn. Nhưng nhóm lừa đảo này có quy mô lớn đến như thế nào? có ảnh vi lừa đảo ra sao và công cuộc vây bắt khó khăn của các chiến sĩ hai nước sẽ là một câu chuyện rất đáng để quan tâm. Theo đó, vào ngày hôm qua, trên các mận báo xuất hiện rất nhiều thông tin về việc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Bộ Công an và các cơ quan đơn vị của nước bạn Lào để triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán người lừa đảo qua mạng tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bồ Keo của Lào. Và kết quả của cuộc đột kích bất ngờ này có thể khiến nhiều người cũng bất ngờ. Số lượng đối tượng bị bắt giữ lên tới 155 người, Lực lượng chức năng còn thu giữ gần 100 quyền hộ chiếu, 74 viên hồng phiến. Lượng lớn tiền mặt chủ yếu là nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại, cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ. Nhưng làm cách nào để công an Việt Nam phát hiện ra ổ nhóm này và hành trình triệt phá cam go như thế nào? Hãy theo dõi phần tiếp theo, bởi nó ly kỳ chẳng khác gì một bộ phim cả. Để bắt đầu chuyện thì chúng ta sẽ phải quay về đầu năm 2004. Khi theo thông tin từ Bộ Công an thì phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh lúc đó đã liên tục nhận được đơn trình báo bị lừa đảo với cùng phương thức như nhau. Chủ yếu là những lá đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao, nhưng khi sang đến nơi lại bị bắt ép thực hiện các hành vi phạm tội, tịch thu giấy tờ và điện thoại. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã phát hiện một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới liên quan đến nhiều loại tội phạm khác nhau như mua bán người, tổ chức người vượt biên giới trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn. Tất cả những dữ liệu đó vô tình lại có liên quan đến các báo cáo mà trinh sát của ta đã thu thập được vào cuối năm 2023. Các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar đã chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vạn ở tỉnh Bồ Keo của Lào. Vậy là chuyên án đã được thành lập với mục tiêu cao nhất là giải cứu những người bị dụ dỗ, bị bán vào ổ nhóm này cũng như triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế kể trên. Trong giai đoạn 1 của chuyên án vào tháng 5 năm nay, Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị giải cứu thành công 36 người bị hại về nước an toàn, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 36 nạn nhân đã sập bẫy rất quen thuộc nhưng nhiều người thường nhẹ dạ cả tin và mắc phải với hứa hẹn về việc nhẹ lương cao. Khi sang đến nơi, họ được cung cấp máy tính, điện thoại và hướng dẫn đào tạo để lập tài khoản mạng xã hội nhắn tin gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Trong quá trình hoạt động tại sao huyệt của bọn chúng, những người này bị thu hết hộ chiếu, giam lòng đánh đập, không trả lương nhưng đã liên lạc với gia đình để trình báo cơ quan chức năng cầu cứu. Nhận thấy thời điểm đã đến, Ban chuyên án Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị nước bạn Lào xây dựng phương án tác chiến cho giai đoạn 2 với phương châm với giáp chặt vòng ngoài, đột kích vòng trong để chi tiêu hoàn toàn đường dây lừa đảo. Vào ngày 30 tháng 7, bất chấp thời điểm mưa lũ, nguy cơ sạt lở núi có thể xảy ra bất kỳ lúc nào do mưa bão. Hàng trăm chiến sĩ tinh nhuệ của phòng cảnh sát hình sự công an Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ lên đường thực hiện nhiệm vụ trong bí mật. Khi đến nơi, ban chuyên án gặp khó khăn lớn nhất là cách thức đột nhập bí mật vào các vị trí sinh sống và hoạt động của các đối tượng trong đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Chỉ cần nghe cái tên tàm giác vàng có lẽ cũng đã đủ để nhiều người cảm thấy ám ảnh về một khu vực khét tiếng, với các tổ chức tội phạm và từng là một trong những đường dây ma túy lớn nhất thế giới. Những hành động tác chiến lần này chỉ tập trung vào đặc khu kinh tế tại Bồ Keo của Lào, một phần của khu tam giác vàng khét tiếng khi xưa, song đây vẫn là nơi cực kỳ phức tạp do tính chất đặc khu và luật riêng biệt. Mặc dù là một trong những vùng tập trung phát triển kinh tế của Lào, tuy nhiên bên trong khu kinh tế này không hoàn toàn là những sự đầu tư tích cực. Nơi này từng được Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm khu vực Đông Nam Á, và Thái Bình Dương đưa vào danh sách hoạt động phức tạp với các thành phần tội phạm trong hệ thống song bạc quy mô ở đặc khu này. Khó khăn cho tổ tác chiến còn đến từ việc khu vực này có hơn 200 cao ốc, mỗi tòa nhà cao đến 20 đến 25 tầng với hàng trăm nghìn người sinh sống và làm việc, gồm cả người nước ngoài. Vì thế, việc xác định chính xác vị trí hoạt động của các đối tượng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, lực lượng bảo vệ được ông chủ người nước ngoài thuê cắt cử tại mỗi tòa nhà sẵn sàng dùng vũ lực với hàng nóng luôn sẵn trong người để ngăn cản người nào có hành vi xâm nhập khi không được phép người chỉ đạo trực tiếp cho các lực lượng nghiệp vụ bên phía Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Lòng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Bằng quyết tâm cao nhất và các phương thức nghiệp vụ, ông cùng các cộng sự đã đề ra được phương án tác chiến nhanh chóng. Sau khi đã xác định được tòa nhà mà ổ nhóm lừa đảo trên sinh sống và làm việc, dạng sáng ngày 2 tháng 8, các lực lượng nghiệp vụ của Công an Việt Nam, Công an Lào đã bất ngờ xuất kích. Thật khó biết điều gì đã diễn ra trong cuộc đột kích đó do tính bảo mật thông tin, nhưng theo báo điện tử chính phủ cho biết, các đối tượng làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà sau khi phát hiện có động đã lập tức bỏ chạy, đồng thời cố tẩu tán, tiêu hủy công cụ phạm tội. Cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, treo ra các ban công ẩn ấp hoặc tra trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà. Thậm chí trong một video được cung cấp cho kênh báo chí, ta còn có thể thấy khi lực lượng chức năng ập vào khám xét thì còn có một số đối tượng vẫn đang ngủ và chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Sau 4 giờ truy bắt, lực lượng chức năng đã tóm gọn ổ nhóm gồm 154 người của hàng loạt tăng chứng, vật chứng phục vụ cho công cuộc điều tra. Có lẽ đến đây nhiều người tự hỏi rằng tại sao chỉ có 154 đối tượng trong khi theo các báo cáo có tới 155 người bị bắt. Đó là bởi ngoài mũi tấn công trực tiếp vào sao huyệt của đặc khu, một mũi trinh sát đã phục kích tại sân bay nội bài. Bắt giữ thành công đối tượng chủ mưu Hoàng Bích Ngọc, sinh năm 1994, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng. Ngọc đang trên đường bỏ trốn về Việt Nam. Đây là người đã đứng ra lôi kéo, tuyển dụng hàng trăm chân rết cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này trong suốt hai năm này. Theo kết quả điều trạng, hành vi của các đối tượng lừa đảo này không hề mới nhưng vẫn có thể khiến nhiều nạn nhân mắc bẫy cơ quan điều tra cho biết hơn một năm qua đường dây đã lừa hàng chục nghìn nạn nhân ở việt nam chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trong quá trình làm việc các đối tượng ăn ở sinh hoạt làm việc tập trung trong các tòa nhà cao tầng ở đặc khu kinh tế tam giác vàng để đối tượng cầm đầu dễ dàng kiểm soát họ được đào tạo hướng dẫn để thực hiện theo các kịch bản đã được soạn sẵn rất công phu lập các tài khoản facebook giả để thực hiện hành vi lừa đảo của mình theo bộ công an cho biết Nạn nhân trung hướng đến là phụ nữ có điều kiện về kinh tế và có nhiều mối quan hệ xã hội. Chúng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm, tạo sự tin tưởng với các bị hại sau đó lôi kéo rủ đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua các ứng dụng hoặc trang web như kinh doanh khách sạn ảo có tên là Zozo để hưởng lợi phần trăm lợi nhuận cao. Thời gian đầu hoạt động này mang đến cho các bị hại những khoản lợi nhuận rất tốt, nhưng khi bị hại đầu tư vào với số tiền ngày càng nhiều hơn, đến lúc không thể đầu tư thêm thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc chiếm đoạt tiền của bị hại. Lời khai một đối tượng trong ổ nhóm trên tên NTH cho biết với phương thức tù đoạn được nêu, NTH đã lừa đảo hơn 200 người Việt Nam có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số từ 7 đến 11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng nhận được tối tiểu từ 8.000 đến 10.000 nhân dân tệ, tương đương từ 25 triệu đến 36 triệu Việt Nam đồng. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án. Công an Hà Tĩnh cũng thông báo những nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được hỗ trợ kịp thời nhất đây là thành công lớn của bộ công an trong công cuộc truy quét các hành vi phạm tội có yếu tố xuyên quốc gia đang rất lộng hành hiện nay nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đến những người vẫn mơ mộng về việc sẽ đổi đời khi chấp nhận lời mời ngon ngọt đến làm việc tại các khu vực phức tạp như trên và cả những nạn nhân nhẹ dạ cả tin kênh nhà đất rẻ sài gòn xin cảm ơn quý khán giả đã xem nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé